đã xuất ghi nhận thêm 15.150 ca nhiễm COVID-19 mới. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.150 ca nhiễm mới. Con tới rồi. Ê, con chào cô. Chào con. Đây là cơm của con nhé. Wow, Tết rồi mà cô không về nhà. Tết rồi nhưng mà cô còn phải ở đây để chăm lo cơm và chăm lo sức khỏe cho con và mọi người nữa chứ. À, cô có cái này cho con này. Vì con là con nít nên là một mình con được đó nha. Vâng, con cảm ơn cô. Chúc mừng năm mới con. Cô ơi, bao giờ con mới về bố mẹ con? Chỉ cần con ngoan, ăn cơm hết này, uống thuốc đúng giờ, đánh bay con Covid nó bay đi là con sẽ mau được về với bố mẹ thôi. Cố lên. Vâng ạ, con sẽ cố gắng. Con ngoan nhé. Bây giờ cô phải đi phát cơm cho mọi người tiếp đây. Mẹ và em chuẩn bị cơm cúng giao thừa đến đâu rồi ạ? Mọi việc đã xong xuôi hết chưa? Chị nghe máy rồi này. Chị đang ở phòng nào đấy? Chị bật điện lên xem nào. Em với mẹ đang ở phía sau tòa nhà này này. Alo. Mẹ ơi, em ơi, hai người có nhìn thấy con không? Con ở đây này. Mẹ ơi, lạnh như này mình đến làm gì ạ? Con ơi, cả nhà mình phải cùng nhau đón giao thừa chứ. Mẹ chúc mừng năm mới con. Vâng, con cảm ơn mẹ. Con chúc mừng năm mới mẹ và em. Con yêu hai người nhiều lắm ạ. Cả nhà mình tự hào về con. Cố lên con nha. Chị ơi, cố lên, cố lên. Vâng, chúng ta cùng cố gắng.